90 với lại ở đây là 101. Tụi em vô nhân thủ đi để kịp giờ. Đó thì vẫn thường lại là cái rổ này là sẽ là 40 một rổ và 5 rổ. Đó. 5 rổ sẽ là 200. Đó. Hàng 4 anh chị em ha. Đúng nghe không? Bây giờ tụi em đã có mặt ở tại Bệnh viện Di Động ha. Hôm nay thì em tranh thủ lên là cũng 2:30 chiều rồi. Đó thì nãy trong lúc em vận chuyển thì nãy em có bị ngã xe cho nên có những hộp cơm nó sẽ bị lộn xộn, thì nãy em cũng có xin phép cô chú anh chị là thông cảm giùm tụi em là thì nãy là em bị ngã xe cho nên cái rổ nó đổ cơm vậy luôn, thì có mấy hộp cơm đó, nó đồ ăn nó sẽ bị lộn nhưng mà nó không có rớt ra ngoài, nó vẫn còn nằm trong cái bao luôn. Thì em cũng có xin anh chị và con cô bác ở bệnh viện thông cảm giùm. Cái này là chị quậy muốn nãy xe em nó ngã. Đó thì hôm nay thì em cũng dán tranh thủ vậy là xong xuôi cũng sớm. Thì ở đây em cũng có dư ba mấy bịch đồ ăn không. Cơm thì đủ nhưng mà đồ ăn thì dư cho nên thôi em vô bịch sẵn luôn. Thì một chút nữa mà có mấy cô chú anh chị trong bệnh viện nào mà có muốn lấy đồ ăn không đó, tối chịu khó mình mua cơm không mình ăn cũng được. Bà con chậm xíu nha, để em thở cái. À, để thở cái gì đi xa lên quá. Đó thì một lần nữa thì em cũng xin, con cũng xin cảm ơn chú Văn Quỳnh với lại chị Hai Bông Điệp đã ủng hộ tụi con những phần cơm chả cá kho thơm để cho bà con ở bệnh viện Nhi Đồng. Đó. Nói gì thật sự là bà con ở Nhi Đồng thì là bà con ở bệnh viện Nhi Đồng là thèm cá quá cho nên hôm nay tụi em làm chả cá cho bà con cô bác ở bệnh viện Nhi Đồng. À, một người một phần là chú. Theo lời chị Linh nói thì không có cá hấp thì có chả cá như cả nhà nha, chả cá kho thơm. Có chả cá ăn đỡ nha. Cả nói không được bà tiêu nữa. Chả kho thơm mà. Dạ. Dạ không được. Chả ăn cái này rồi. Một người một phần rồi mình. Đúng, anh sao quay lại con, đang có máng đồ lên kìa. Cô chú anh chị mình đừng có máng xong rồi lại lấy nữa nha. Dạ, em đã phát ở đây đâu quá nhiều rồi, cho em thông cảm nha, mình có gì. Mình sợ chút xíu nữa mà con cô bác mà có dư hay gì đó thì em cũng cho à. Nha, chứ đừng có con vô đây coi. Chứ mình đừng có treo cho mà mình quay lại mình lấy nó kỳ lắm. Thật là sự không? Nha. Có canh không? Dạ không, có đồ xào chổng, đồ xào, su xào với cà rốt. Hết kinh phí nấu canh rồi. Su xào với cà rốt. Cảm ơn ạ. Dạ rồi, anh ăn tay. Hết kinh phí nấu canh rồi. Không được kìa. Dạ không được kìa. Trời ơi, cho cái ông nữa rủi gì nữa ơi, mau.
Cho em chị Linh. Hai chồng, hai chồng. Em biết rồi. Ở đây ai cũng hay vậy chồng. Chị Linh, chị làm dần thôi, chị Linh mà đâu có chấp nhận cho. Trời ơi, đuổi chị em thua luôn đó, má ơi. Không có tiền nữa con luôn. Không được, không được, không được, không được. Dạ ông gồm hộp rồi. Rồi mình nhẫn cơm nè bà con ơi. Rồi chị ơi mình ra mình cứ nói đuôi xếp hàng cho nha. Chị Linh là bán cho cả nhà, còn em thì em cũng đi quan sát nha cả nhà ơi. Dạ hôm nay là cơm cá nha, mấy bữa ăn thịt ngán rồi. Hôm nay cơm chả cá. Thì tụi em cũng sẽ cố gắng thuyết phục Mạnh Thường Quân cho tụi em. Tụi em sẽ cố gắng thuyết phục Mạnh Thường Quân nấu cá cho bà con không ăn thịt đâu, bà con ngán thịt rồi. Rồi rồi rồi, mình cứ qua nói đuôi nhau. Rồi mình cứ nói đuôi vô. Cảm ơn nha. Cho qua. Kệ này con. Này con kệ anh giữ kìa, anh giữ kìa hộp của con kìa. Một cái một phần là lên lên sắp màn đi lên. Sắp màn dài đi rồi rồi. Dạ không được chị. Rồi mình cứ vô mình xếp hàng đi. Mình xếp hàng đi, em sẽ đưa cho đàng hoàng nha. Chứ vậy là bị rối quá. Xếp hàng dài này nè, xếp hàng dài chỗ này. Rồi mình cứ xếp hàng dài chỗ này vậy. Dạ một. Dạ không được. Con chị mấy tuổi chị xin coi cho con chị. Để tôi cái chả cá cho con chị ăn được không? Phải đi chị lên phải. Không được mình hộp mà chị. Rồi mình ra mình xếp hàng nói đuôi vô. Cô chú anh chị mình cứ nói đuôi vô nha, mình cứ nói đuôi vô. Rồi mình ra mình cứ nói đuôi vô mình lấy nha. Cho bông cái một phần rồi chị nha, chị không cảm gì mà em nha. Đông lắm cả nhà ơi, sao đông lắm rồi. Rồi. Không có được. Đâu có ba hộp được cô. Cô hai xin hai hộp làm gì? Cho cái nhỏ mà nó giữ ở trong cái phòng mà hồi sức đặc biệt. Trời ơi, tôi ăn một hộp rồi tiếp. Rồi. Không biết hạn chế á chị. Chứ không có xin hai hộp được, hộp đồng mà không có đủ bánh bát. Từ cái 400 mà hôm nay á là các em vừa đủ cơm. Cái nhà hôm nay em vừa đủ cơm. Em vừa đủ cơm mà em lại dư thịt. Cái thường này là dư thịt. Cái nhất này của chị không chị? Không, của em. Trời. Em đưa. Chị lên đưa giùm em. Sao vậy? Rồi lấy đi anh, một người một phần anh. Qua đây lấy xôi nè anh, qua đây lấy xôi. Dạ một người một phần. Lấy xôi nè. Qua lấy xôi nè. Rồi mình có ăn cơm cho cá lại mình lấy nha.
Rồi mình lấy cơm với cá xong qua lấy xôi nha chú. Dạ. Đây, mình qua lấy xôi nè, Đó, mình cũng có một phát xôi. Đó. Đây. Qua mình lấy xôi nha chị. Chú lấy cơm chưa? Đúng rồi nè. Lấy cơm đi cơm. Đây, còn cái này nó qua đây lấy xôi luôn nè. Chị lấy cơm chưa? Rồi, chú lấy xôi luôn nè. Rồi, em qua đây lấy xôi nha em. Chị qua đây lấy xôi đi chị. Qua đây lấy xôi luôn nha. Dạ. Rồi, qua đây lấy xôi luôn nha. Cơm này cơm và xôi. Cả một phần. Bỏ rồi đi vô đi cùng chờ nước. Lấy xôi nha. Không được một phần. Lấy xôi. Không có một phần mà chị có lấy xôi. Lấy xôi. Lấy xôi. Lấy xôi. Lấy xôi. Lấy xôi. Đi sắp vô hàng cho em cái này nha chị. Ổng ngồi đây, ổng kìa, ổng ngồi kìa. Tội nghiệp nãy giờ em kêu. Chị qua liền lấy xôi nè chị. Em đợi nó không qua không? Nè. Đây là con, qua đây lấy xôi. Qua đây, qua đây. Cơm này chạy. Lấy cơm rồi. Lấy cơm này. Qua lấy xôi, lấy xôi. Lấy xôi nha. Đã con mua rồi. Mình lấy xôi nha. Qua lấy xôi này, qua lấy xôi, lấy phần không lấy xôi, lấy xôi đi, lấy xôi đi, xong rồi lấy xôi. Em đưa chị. Một phần hả chị? Lấy cơm này con. Lấy cơm chị. Lấy rồi mấy chị nè. Ôm lấy cơm nha, đậu qua lấy xôi nha. Đậu qua sắm hàng lấy xôi đi. Lấy xôi đó. Qua ăn xôi lấy xôi. Đủ cưng. Lấy cơm chưa? Lấy cơm, sắp hàng lấy to luôn nha. Dạ. Cầu lấy to nha. Ngồi cho em đi đi chút nữa rồi lấy to về nha. Lấy to nha. Thằng lâu này chị nó nhiều gì đâu, nó mất em dắt lên công viên. Lên công viên, lấy to nha. Chú ơi chị lấy cơm xong rồi lấy xôi nha chị. Rồi chị xong hàng qua lấy xôi. Chị ăn cơm không chị? Lấy cơm xong rồi lấy xôi nha. Dạ. Thay mặt cho gia đình các bé bệnh nhi chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho các con nó lớn anh chị thôi nghe mà chị mệt à. Chúc tất cả các Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe, mãi là cánh tay nối dài để giúp đỡ và gieo duyên đã được những cái phần ăn ngon cho các bé. Em chân thành cảm ơn. Cặp đứng kha thì tụi em cũng còn có con rổ nữa, cũng còn chừng 30-40 hộp nữa là xong rồi.
nếu như phát không hết thì chắc tụi em đem về chợ đồng cho mấy cô chú ở chợ đồng hết rồi. À, thì nãy giờ em thấy bà con già cũng đông rồi đó, thì em cứ đứng em chờ đó, khi nào hết thôi. Còn nếu như khoảng chừng 4 giờ 4 mấy mà không, bà con không lấy nữa thì chắc em đem qua chợ đồng em cho bà con với lại cho xung quanh chợ đồng. Dạ. Dạ, một lần nữa con xin cảm ơn tía đồng hội con hai trăm phần cơm chả cá kho thơ và kèm hay là cung tàu. Cảm ơn chị Hai Mộc Điền đã ủng hộ cho em gái 200 phần cơm chả cá kho thơm ăn kèm với su xào. Xin cảm ơn tía và chị Hai thật là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian với bà xem live với bà. Thế bà sẽ phát gán phát hết đi cả nhà nha. Nếu không hết thì bà sẽ qua chợ đồng tiếp. Rồi đi mình của mình ở đây. Chị có lấy cơm chưa? Rồi chị qua lấy xôi luôn nha. Bên đây là cơm chả cá kho thơm, bên đây là xôi. Mình còn lát phát lại ra. Trời ơi, một lần nữa em cũng xin cảm ơn gia đình của tía, thì cảm ơn chị Dân, chị Ca Thì, cảm ơn anh Bình, cảm ơn anh Nam, thì em cũng cảm ơn anh Quang. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em đã lúc nào cũng luôn luôn đồng hành cùng gia đình em, và nhất là vợ chồng em và gia đình chị cả. Thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại video kế tiếp. Ba ấm chầm bà nổi không? Đang sốc trước mình luôn cho ai đi không? Anh lấy cơm chưa? Cơm chú. Soi soi bạn. Xôi nè, xôi nước tăm luôn. Lấy cơm bên đây, lấy xôi ở bển. Qua bên đây lấy xôi. Không, tập huấn á. Chứ rồi, anh thấy không? Lấy ông tập huấn nó mới vậy nè. Còn chứ trái thiệt nó đâu có dẫn dơ gì đâu.